Hồi thứ 79, anh chẹt em, tàu thực phải ngâm thơ, cháu bỏ chú, lưu phong đành chịu tội. Nhắc lại, tàu phi nghe tàu chương kéo quân về, sợ hãi hỏi các quan xem đối phó thế nào. Tức thì một người bước ra xin đi thuyết phục tàu chương. Các quan nhìn ra, thấy là quan gián nghị đại phu giả quỳ. Phi lấy làm mừng, liền sai đi. Quỳ ra ngoài thành đón, xin ý kiến Tào Chương. Chương hỏi ngay: Cái ấn ngọc của Tiên Dương ta hiện giờ ở đâu? Quỳ nghiêm sắc mặt nói: Trong nhà có con trưởng, nước có vua kế tự, ấn thao của Tiên Dương thiết tưởng quân hầu không nên hỏi đến. Chương lặng thinh không nói gì, rồi cùng giả quỳ vào thành. Đến trước cung môn, Quỳ dừng lại hỏi chương: Dương Tử về đây để chịu tang hay để tranh ngôi? chương nói Tai về bôn tan đây không có ý gì khác đã không có lòng kia khác thì kéo binh vào thành làm gì chương bèn quay lại thét tiếng sĩ tả hữu lui ra hết rồi một mình vào thành bái kiến tào phi hai anh em ôm lấy nhau mà khóc chiều tăng lễ xong chương đem hết quân mã bản bộ giao lại cho phi phi sai em trở về yển lăng trấn thủ chương bái từ ra đi thế là tào phi vẫn ngồi dương bèn đổi niên hiệu Kiến An thứ 25 làm Diên Khang thứ nhất. Chú thích, chưa cấp ngôi thiên tử đã đổi niên hiệu, nóng nảy thế. Hết chú thích. Rồi phong giả hữu làm thái quý. Chú thích, ông thầy dạy khóc được làm quan to nhất. Hết chú thích. Qua hâm làm tướng quốc, dương lãng làm ngự sử đại phu. Ngoài ra hết thảy các quan liêu lớn nhỏ đều được thăng thưởng lại tôn Thụy Hiệu Tào Tháo là Vũ Dương, đem linh cửu ra tán ở các cò cao thuộc nghiệp quận. Và sai du Cấm làm quan giữ lăng, Cấm dân mệnh đến nơi cò diệt. Khi bước vào nhà mồ, Cấm bỗng đứng chết lặng. Trên bức tường vôi trắng toát thấy có bức tranh quan công tháo nước dìm bảy đào quân và bắt sống du Cấm. Bức tranh rất lớn, vẽ quan công quay nghiêm ngồi trên, phía dưới vẽ bàn đức trừng mắt nổi giận không chịu khuất, còn du cấm thì đang lại rạp xuống đất, gian lại xin tha mạng. Chú thích, cậu cả về thủ đoạn gian hùng chưa biết có bằng cha không, nhưng về cái tàn ác thì dám hơn hẳn, hết chú thích. Thì ra Tào Phi vốn khinh tư cách du cấm về việc thu trận không biết tự tiết, bị bắt đã xin hàng địch còn dẫn thân về, nên sai người vẽ sẵn bức tranh ấy trên tường nhà mồ cố ý cho vua cấm trông thấy mà xấu hổ. Bây giờ cấm trông thấy tranh vừa thẹn thùng vừa đau đớn, quốc khí bốc lên đến cổ, liền phát bệnh, chẳng bao lâu thì chết. Người sau có thơ rằng 30 năm lẻ, bấy công lao, tiết mạng lâm nguy nở bỏ tàu, ngoài mặt anh hùng ai biết bụng, phen này giả hổ thấu tim sâu. Nguyên văn tam thập niên lai thuyết cựu giao khả liên lâm nạn bất trung tào tri nhân dị hướng tâm trung thức quả hổ kim tòng cốt ly miêu chú thích quả hổ quả bì nan quả cốt tri nhân tri diện bất tri tâm hết chú thích tào chương đã trở về yển lăng qua hầm lại suối tàu phi yển lăng hầu đã giao lại quân mã trở về bản quốc còn Lâm Truy Hầu với Tiêu Hoài Hầu vẫn chưa chịu về bôn tan, theo lẽ thật đáng hỏi tội. Vì theo lời liền sai sứ giả đến hai nơi chất vấn. Một ngày sau, viên sứ đi Tiêu Hoài trở về báo tin, Tiêu Hoài Hầu tào hùng sợ tội đã treo cổ tự tử rồi. Phi truyền cho an táng trọng hậu và truy tặng tước Tiêu Hoài Dương. Hôm sau nữa, sứ giả đi Lâm Truy về báo. Lâm Truy Hầu ngày ngày uống rượu, cùng hai anh em Đinh Nghi, Đinh Dị say mê mệt chẳng giữ lễ phép gì cả. Nghe sứ mệnh đến, hầu cứ ngồi chẻm chệ trên cao không thèm đón. Đinh Nghi lại mắng rằng, ngày trước tiên dương vốn muốn lập chủ ta làm thế tử, chỉ vì bọn nịnh thần giam pha cản trở nên việc lớn không xong. Nay tiên dương qua đời chưa được mấy ngày, tự dương đã vội hỏi tội thịt xương máu mũ là thế nào? Định gì thì hằng học nói, chủ ta thông minh quán thế, đáng lý phải được nối ngôi lớn, nay lại bị bó tay, sao bọn thần tử các ngươi ở chốn miếu đường mà không có mắt biết nhân tài như thế? Vì vậy Lâm Truy Hầu nổi giận, thét võ sĩ lấy roi đánh thần túi bụi đuổi ra. Tàu Phi nghe qua, đùng đùng nổi giận, lập tức sai hứa chữ, đem ba ngàn quân hộ quy quả tốc đến Lâm Truy, bắt hết bọn tàu thực về trị tội. Chữ dân mệnh kéo quân đến thành Lâm Truy. Tướng giữ cửa ngăn lại, chữ dung đao chém chích ngay, rồi sấn thẳng vào thành, không ai dám chống lại trước sự hung hăng dữ dội. Chữ xông vào phủ đường, thấy tàu thực cùng bọn đinh nghi đinh dị đang nằm lăn ra, say túy lúy chẳng biết gì cả. Chữ sai trói hết lại, đặt lên xe, lại bắt hết bọn thuộc quan lớn nhỏ trong phủ, gồm tới một ngàn người giải về nghiệp quận nghe lệnh tàu phi phát lạc. Trước hết, phi hạ lệnh đem bọn đinh nghi đinh dị ra giết ngay. Nhắc lại, Đinh Nghi tên tự là Chính Lễ, Đinh Dị tự là Kính Lễ, người ở Bái Quận, vốn là những danh sĩ nổi tiếng thời ấy. Bây giờ nghe tin anh em họ Đinh bị giết, ai ai cũng than tiếc. Mẹ Tàu Phi là biện phu nhân, nghe tin Tàu Hùng thắt cổ chết, đang đau đớn xé lòng, lại tiếp tin Tàu Thực bị bắt, mà bọn đồng đảng Đinh Nghi, Đinh Dị đã bị giết. Phu nhân kinh hải, vội ra điện cho triệu Tàu Phi vào hỏi. Phi nghe tin cũng dội vã vào bá yết mẹ. Biện thị khóc nức nở, bảo Phi rằng Thằng thực em con ngày thường hay rượu chè ngông cuồng, cũng vì nó cậy cái tài trong bụng nên mới phóng túng như thế thôi. Con hãy nghĩ đến tình cùng bọc cùng máu mũ mà tha mạng cho nó, thì mẹ chết xuống cụ tuyền mới nhắm mắt được. Phi thưa, con cũng yêu cái tài của em con lắm, nỡ nào hại nó, này chỉ đe răng cho em nói chừa bớt tính cương ngành đấy thôi, mẫu thân chớ ưu phiền làm gì. Biện thị gạt lệ trở vào, phi bước ra thiên điện, truyền đòi tàu thực vào ra mắt. Qua hầm ghé lại hỏi nhỏ. Vừa rồi Thái Phi khuyên Điện Hạ đừng giết tự kiến phải không? Phi đáp rằng phải, hầm lắc đầu nói. Tự kiến có tài có trí, ôm mộng bay cao, sau này thế nào cũng không chịu khép mình trong vòng kiềm tỏa đâu nếu không trừ ngay, ắt gây hậu quả. Nhưng Phi nói, lệnh mẹ đã truyền, ta không thể trái. Hâm lại suối. Người ta vẫn đồn rằng, tự kiến thở ra văn chương, thần chưa tin lắm, vậy dương thượng nên triệu vào thử tài xem sao. Nếu không ứng khẩu tỏ được tài, thì giết. Còn nếu quả có tài, thì cũng trút dáng bớt đi để bịt miệng gian sĩ trong thiên hạ. Phi gật đầu, Lát sau thực bức vào bái kiến, sợ hãi lại xuống xin chịu tội. Phi nói, Ta với ngươi tuy tình anh em, nhưng nghiệp vô tôi sao dám kỳ tài miệt lễ. Ngày tiên quân hãy còn, người thường đem văn chương khoe giỏi lòe đời. Ta rất nghi, có lẽ ngươi đã nhờ người khác làm hộ. Vậy giờ đây ta ra hạn, đi bảy bước phải làm xong một bài thơ. Nếu làm được thì tha cho tội chết. Nếu không xong, ta trị thêm tội nữa, quyết chẳng dùng tha. Thực nói, xin ra đề cho. Bây giờ trên điện có treo bức tranh thủy mặt và hai con trâu hút nhau bên tường đất. Một con rơi xuống giếng chết. Phi bèn trỏ vào bức tranh mà rằng Hãy lấy bức kia làm đề. Nhưng trong thơ cấm không được phạm vào những chữ ngu, chữ đấu, chữ tường, chữ trụy, chữ tỉnh, chữ tử. Tức là trâu, chọi, tường, rơi, giếng, chết. Thực bèn đi khoan thai, vừa hết bảy bước đã ngâm bài thơ rằng Lưỡng nhục, tề đạo hành, đầu thượng đới ao cốt, tương ngộ do sơn hạ, quốc khởi tương đường đột, nhị địch bất câu cương, nhất nhục ngọa thổ quật, phi thị lực bất như, thịnh khí bất tiết tất. Tạm dịch, hai tấm thân đi đường, trên đầu bốn khúc xương, gặp nhau tựa sườn núi, bỗng đâu nổi chiến trường, đôi bên đua sức mạnh, một địch lăn xuống hang, đâu phải thua kém sức, chẳng qua sự lỡ làng. Tàu Phi cùng hết thải quần thần đều giật mình lấy làm lạ. Phi lại hỏi, thức bộ thành chương ta còn cho là chậm, mi có thể ứng khẩu đọc ngay một bài được chăng? Thực nói ngay, xin ra đề cho. Phi nói, ta với ngươi là anh em, cứ lấy cô đó làm đầu đề, nhưng cũng cấm không được dùng hai chữ huynh đệ. Thật chẳng phải nghĩ ngờ một giây, đọc ngay một bài rằng, chữ đầu nhiên đầu cơ, đầu lại phẫu trung khắp, bản thị đồng căn sinh, tương tiện hà thái cấp. Tạm dịch, củi đầu bung hạt đậu, đầu trong nội khóc kêu, cùng sinh chung một gốc, bất nhau chi đến điều. Phi nghe thơ, bất giác xúc động, lệ ứa ròng ròng. Bây giờ biện phu nhân từ sau điện bước ra trách Phi. Anh sao mà bắt chẹt em quá thế? Phi vội bước xuống chấp tay thưa rằng. Bẩm mẫu thân, phép nước không thể nào bỏ được. Bèn dáng tàu thực là an hương hầu. Thực bái từ lên ngựa ra đi nhậm chức. Tào Phi từ ngày nối ngôi Ngụy Dương, pháp lệnh đổi mới, quy hiếp du hán còn tệ hơn cha nữa. Quan tế tác báo tình hình này vào thành đô. Hán Trung Dương nghe tin giật mình, liên hội các quan dân võ bàn tính. Tào Tháo đã chết, Tào Phi kế dị, vì bức thiên tử càng khốc liệt hơn. Tôn Quyền ở Đông Ngô lại chấp tay xưng thần. Nay cô muốn đánh Đông Ngô trước, báo thù cho dân trường, rồi đánh đến Trung Nguyên để trừ loạn tặc. Dương vừa dứt lời thì Liêu Quá chạy ra bái phục xuống đất, khóc lớn lên rằng Cha con quan tướng quân bị hại chính là tội lưu phong mạnh đạt. Xin tru diệt ngay hai tên giặc ấy cho. Nguyên Đức toan sai người đi bắt, khổng minh dội can. Không được, cứ thông thả mà mưu trừ. Làm gấp thì sinh biến mất. Giờ hãy thăng cả hai lên chức quần thú, bộ đi hai nơi riêng rẽ, rồi mới bàn được. Quyền Đức bèn sai sứ đến Thượng Dung Đổi lưu phong và trấn thủ miên trúc Nói về bành rạng Dũng chơi rất thân với Mạnh Đạt Nên sau khi biết việc này Rồi về nhà viết thư sai người tâm phúc Đi Thượng Dung mật báo cho Đạt hay Sứ giả ra khỏi cửa Nam Đi chưa được bao xa Thì bị quân lính tuần của Mã Siêu bắt được Giải về nạp cho chủ Siêu tra hỏi rõ việc mật Giữ lấy lá thư Rồi giả tản đến chơi nhà rạng Rạng ra đón vào, bày rượu thiết đãi, uống được vài tuần, Siêu lấy lời hỏi gợi. Trước kia hán Trung Dương đại ông hậu lắm, sau nay dần dần có vẻ nhạt nhẽo thế. Bành rạng nhưng lúc say tức giận nói tràn, lão già ấy lâu nay đốc chứng lẩm cảm thế nào ấy, rồi ta sẽ có cách sửa cho một mẻ. Siêu lại giả dạ tảng nói, tôi cũng quán giận ông ấy từ lâu đến nay. Rạng liền suối Ông cứ khởi quân bản bộ kéo về, bên ngoài thì kích liên với mạnh đạt làm ngoại hợp. Tôi xin khởi quân xuyên làm nội ứng, ba mặt cùng đánh, ác việc lớn có thể thành. Siêu khen, tiên sinh tính thế hay lắm, ngày mai sẽ bàn thêm. Siêu từ biệt rạng về, về đến phủ lập tức dạy cả người nhà lẫn thư của bành rạng đến ý kiến hán trung dương, bẩm rõ mọi việc. Dương đùng đùng nổi giận, liên sai bắt bành rạng bỏ ngục, tra khảo cho ra. Rạng ngồi trong ngục, nghĩ lại biết hối thì đã muộn. Dương hỏi khổng minh. Bành rạng rắp tâm mưu phản, nên trị cách nào? Khổng minh nói, rạng tuy chỉ là cuồng sĩ, nhưng đã lâu thì cũng nguy hiểm. Dương bày cho rạng được chọn cái chết trong ngục. Rạng tự tử, rồi có người báo cho mạnh đạt hay. Đạt kinh hải rụng rời, bụng rụng cả tay chân. Còn chưa biết xoay tính thế nào, thì sứ giả đến, truyền mệnh đổi lưu phong về trấn thủ miên trúc. Còn trơ một mình, Đạt càng sợ. Dội 12 viên đô úy, Phòng Lăng và Thượng Dung là anh em thâm đam thân nghi đến bàn rằng. Ta với Pháp Hiếu Trực cùng ra sức giúp Hán Trung Dương nên cơ nghiệp. Nay Hiếu Trực mất rồi, Hán Trung Dương đã quên công lao ngày trước, lại muốn hại ta nữa, biết làm sao bây giờ. Thần Đàm nói, tôi có kế này khiến hán trung dương không hại được ông đạt mừng rỡ rồi hỏi kế gì đàm hỏi anh em tôi muốn theo ngụy đã lâu vậy ông nên làm một tờ biểu từ biệt hán trung dương rồi sang hàng ngụy dương tào phi phi ắt trọng dụng ông hai anh em tôi sẽ đến hàng theo mành đạt sực tỉnh liền viết một đạo biểu văn trao gửi sứ giả rồi chiều hôm ấy đem hơn 50 mươi kỵ binh chạy sang đất ngụy sứ giả đem biểu văn về thành đô dâng lên hán trung dương tâu rõ mạnh đạt đã hàng ngụy rồi dương nổi giận mở tờ biểu ra xem thấy như sau Thần là mạnh đạt cuối xin điện hạ xét cho điện hạ đang dựng nghiệp y lã theo đòi công lớn hoàng văn khởi đầu đại sự mượn thế sở ngô nên kẻ sĩ tài năng đều theo gió mà quy thuận riêng thần từ ngày ra mắt theo hầu tội lỗi đã chứa chất tày núi. Thần còn tự biết như thế, nữa là quân dương. Nay chốn dân triều đã đầy những trang anh tuấn phò tá. Thần xét mình trong không tri kinh tế, ngoài không tài tướng lãnh, mà được liệt vào hàng công thần, lòng lấy làm hổ thẹn. Thần nhớ xưa, phạm lại biết lui ẩn, chu du mặt nước ngủ hồ. Cũ phạm tạ tội, giao thuyền quanh quẩn trên sông lớn. Ôi, đang cái lúc du tôi gặp gỡ xung họp lại xin bái biệt đem thân ra đi là vì sao vì muốn nêu rõ các nghĩa của bức tế lui tan hợp dậy huống chi thần là kẻ thấp hèn chẳng có công cán gì lớn đem thân dương vào việc đời lại nhớ đến việc xưa càng kính mộ các bậc tiền hiền lại càng nghĩ mà xấu hổ xưa thân sinh chí hiếu mà bị cha ngờ tử tư tận trung mà bị vui giết mông điềm mở mang bờ cõi mà phải đài tội, nhạc nghị có công phá tề mà bị dèm pha. Mỗi khi đọc sách, đến những đoạn ấy, thân không khỏi cảm khái tuôn châu. Mà nay thân mình cũng lâm hoàn cảnh như thế, càng nghĩ lại càng đau xót. Gần đây Kinh Châu nghiêng đổ, thần thật có lỗi lớn, trăm phần chẳng dớt được một phần. Vậy nay xin giao lại đất phòng lăng thượng dung để đem thân ra ngoài dòng trách nhiệm ngửa mong điện hạ rủ ban ân thánh đoái chúc tình thương cái cảnh của thần soi xét mà tha thứ cho việc ngày nay thần thực là kẻ tiểu nhân không được thủy chung như nhất biết không phải mà vẫn làm thì quả là kẻ có tội thần đâu dám chối lại nghe có câu bạn đã tuyệt giao không nói xấu nhau tôi đã bỏ chúa không nên ta quán thần vẫn nhớ lời quân tử dạy thế Vậy kính mong quân dương cố gắng hưng nghiệp lớn mà bỏ qua cái việc hạ thần. Mấy lời bái biệt dâng lên, thần sợ hãi khôn xiết. Nguyên văn Thần đạt phục duy, điện hạ tương kiến y lã chi nghiệp, truy hoàng văn chi công. Đại sự thảo sáng giả thế ngô sở, thị dị hữu, di chí sĩ vọng phong quy thuận. Thần quỷ chí dĩ lai, khiên lệ sơn tích, thần do tự tri, huống ư quân hồ. Kim, dương triều anh tuấn, lân tập. Thần nội vô phụ tá chi khí, ngoại vô tướng lĩnh chi tài, liệt thứ công thần, thanh túc tự quý. Thần văn phạm lãi thức di, phù ư ngũ hổ. Cũ phạm tạ tội, tuân tuần hạ thường phù, tế hội chi gian, thỉnh mệnh thất thân hà tai. Dục khiết hứ tự chi phân giả, huấn thần ti bỉ vô nguyên cung cự quân tệ hệ ư thời thiết mộ tiền hiền tạo tư diễn sĩ tích thân sinh chí hiếu kiến nghi ư thân tử tư chí trung kiến tru ư quân mông điềm thác cảnh nhi bị đại hình nhạc nghị phá tề nhi tao sàm nịnh thân mỗi độc kỳ thư dị thường bất cảm khái lưu thế nhi thân đương kỳ sự ích dụng thương điệu nhị giả kinh châu phúc bại đại thần thất tiết bách vô nhất hoàng duy thần tầm sự tự trí phòng lăng thượng dung nhi phục quốc thân tự phóng ư ngoại phục tưởng điện hạ thánh ân cảm ngộ mẫn thần chi tâm điều thần chi cử thần thành tiểu nhân bất năng thủy chung tri nhi vi chi cảm dị phi tội thần mỗi văn giao tuyệt vô ác thanh cứ thần vô quán từ thần quá phụng giáo ư quân tử, nguyệt quân dương miễn chi, thần bất thắng hoàng khủng chi hí. Quyền Đức xem qua đùng đùng nổi giận, đập án mắng rằng, loài thất phu đã phản bội lại dám đem chữ nghĩa ra đùa cực với ta. Chú thích, một đời mạnh đạt phản chủ nọ, rồi bỏ chủ kia, rồi lại phản chủ thứ ba, cuối cùng chết thật đáng đời, làm tướng giỏ thì tồi, cả đời chỉ được một bài văn ấy là đáng kể. Hết chú thích. Mắng rồi, toàn khởi bình đuổi bắt ngay. Khổng Minh nói. Cứ sai Lưu Phong tiến binh bắt Mạnh Đạt, cho hai cọp sâu xé lẫn nhau. Rồi Lưu Phong dù được dù thua thế nào cũng trở về đây. Bây giờ bắt lấy là trừ được cả hai mũi lò. Quyền Đức nghe lời, sai sứ đến miền Trúc, truyền dụ cho Lưu Phong phong dân mệnh điểm binh đi bắt mạnh đạt. Nói về Tàu Phi, hôm ấy đang họp dân dọ bàn việc thì cẩn thần vào tâu. Tướng Thục là mạnh đạt đến đầu hàng. Phi triệu vào hỏi, người đến đây trá hàng để mua tính gì chăng? Đạt nói, vì thần không cứu quan công, hán trung dương muốn giết nên thần sợ tội, đến hàng đại dương, quả không có ý gì khác. Phi còn chưa tin, thì sau đó có tin báo, Lưu Phong kéo năm dạng quân tấn công Tương Dương, chỉ thách Mạnh Đạt ra đánh nhau. Phi Bèn hỏi Đạt, Ngươi đã thật lòng thì hãy đến Tương Dương lấy đầu Lưu Phong và nạp cô mới tin. Đạt nói, chẳng cần đánh nhau, để thần đem lẽ lợi hại ra thuyết, ác Lưu Phong cũng theo về hàng đại dương. Phi rất mừng, bèn phong Mạnh Đạt làm tán kỵ thường thị, kiến dụ tướng quân, tước Bình Dương đình hầu, lĩnh tân thành thái thú đem quân đi giữ tương dương phàn thành bấy giờ hạ hậu thượng giới từ quảng đã đóng sẵn ở tương dương đang sắp kéo đi thu lấy các quận thượng dung thì thấy mạnh đạt đến ba tướng chào hỏi xong sắp sửa họp bàn thì thám tử báo lưu phong đã kéo quân đến hà trại cách thành 50 mươi dặm đạt bèn viết một phong thư sai người đem đến cho phong để dụ hàng sứ giả đến trại thục Lưu Phong mở thư xem qua, đùng đùng nổi giận mắng. Thằng giặc này đã làm hại nghĩa chú cháu, ly gián tình cha con nhà ta, khiến cho ta mang tội bất trung bất hiếu, giờ lại dám thế này sao? Liền xé nát lá thư, chém đầu sứ giả. Mạnh Đạt nghe tin cũng nổi giận kéo quân đến đánh. Hai bên dàn trận, Lưu Phong dừng ngựa dưới cờ, cầm đao trỏ Mạnh Đạt mà mắng. Thằng giặc phản quốc kia, sao dám mở mồm hạ bút càng rỡ như thế? Đạt cũng mắng lại. Ngươi chết đến gáy mà chưa biết, còn cứ ngủ mê mãi. Phòng hung lên, giọt ngựa dung đao sang chém. Đạt chúng đỡ được ba hiệp thì bỏ chạy. Phòng thừa thắng đuổi đánh. Đuổi qua hơn 20 dặm, bỗng nghe pháo lệnh nổi giang phục binh nổi dậy như kiến. Hạ hầu thượng từ bên tả đánh tới, từ quảng từ bên mặt đánh vào. Rồi mạnh đạt quay binh đánh ập lại. Ba mặt giáp công. Lưu phong thu to, dội mở đường máu phá vòng dây mà chạy suốt đêm về thượng dung sau lưng quân ngụy vẫn đuổi phong chạy đến chân thành gọi cửa thì trên thành bắn xuống như mưa thân đam đứng trên lầu gọi lớn ta đã hàng ngụy rồi phong tức giận đi người toan đánh thành phá cửa nhưng quân ngụy phía sau sắp đuổi đến nơi phong không chống nổi đành trông về hướng phòng lăng mà chạy chạy đến nơi đã thấy trên thành kéo rặt cờ ngụy thần nghi đứng trên địch lâu cầm cờ lệnh dãy một cái tức thì quân phục binh thành đổ ra lá cờ lớn đi đầu đề hàng chữ hữu tướng quân từ quảng phong đánh không lại phải quay ngựa trong về tây xuyên mà chạy từ quảng thừa thế đuổi đánh lưu phong chỉ còn hơn trăm quân kỵ chạy thoát về thành đô bèm vào ra mắt hán trung dương khóc lạy xuống đất tâu lại mọi việc trước dương nhìn thấy phong lại đau lòng về việc quan công bèn nghiến răng phất tay áo mà rằng thằng con đê nhục kia còn mặt nào về nhìn ta nữa phong nức nở tâu thúc phụ lâm nạn không phải con không đi cứu vì mạnh đạt cản trở mới đến nỗi này hãng trung dương càng nghe lại càng quốc ức trỏ mặt phong mắng thêm người biết ăn cơm của người mặc áo của người phải đâu loài gỗ đá vô tri sao nở nghe quân phản tặc dèm pha mà bộ nghĩa cho đanh dứt lời truyền tả hữu lô ra chém. Dương giết lưu phong rồi, cân giận bước đi. Sau lại nghe chuyện mạnh đạt dụ hàng, phong xé thư chém sứ, bấy giờ Dương mới hối. Rồi lại nghĩ đến quan công, lòng càng đau xót ưu phiền đến phát bệnh, vì thế phải tạm quản việc khởi binh báo thù. Về phần ngụy Dương Tào Phi, từ ngày lên ngôi, thăng thưởng cho khắp các quan dân võ, rồi thân đem 30 dạng giáp binh đi tuần thú phía nam, kéo về chơi quận tiêu. Nước bái là chốn quê nhà, mở cuộc tế bái tổ tiên phần mộ rất lớn lao. Các phụ lão và dân làng kéo ra đầy đường nghênh bái, cùng nhau dân rượu chúc thọ, giống như cảnh hán cao tổ về thăm đất bái ngày xưa vậy. Đang thích chí hân quang thì có tin báo, đại tướng quân Hạ Hậu Đôn đau nặng đã lâm nguy, vì liền trở về nghiệp quận. Về đến nơi thì đôn đã chết. Vì thương tiếc để tang và khâm liệm tán tế rất long trọng. Tháng 8 năm ấy, nghe tin báo, ở huyện Thạch Ấp có phượng hoàng bay đến, ở thành Lâm Truy có kỳ lân hiện ra, và rồng giang xuất hiện ở nghiệp quận. Chú thích. Chẳng có điềm thì cũng cứ bịa ra điềm mà làm ăn. Hết chú thích. Trung Lan tướng Lý Phục với Thái Sử Thừa hứa chi bèn bàn nhau. Những điểm hay ấy chính ứng vào việc nhà ngụy lên thay nhà Hán, vậy nên sắp sửa lễ nghi thụ thiện để Hán đế đem thiên hạ nhường lại ngụy dương. ban tính rồi đi với qua hâm, dương lãng, tân tỷ, giả hữu, lưu dị, lưu qua, trần kiểu, trần quần, hoàng giai và các quan liêu văn võ hơn 40 người giao thẳng nội điện hứa đô, cầu hiến đế, xin nhường ngôi cho ngụy dương tàu phi. Đó chính là, xã tắc nhà Tàu nay nhóm dựng, gian sơn triệu hán ắt lìa tan. Chưa biết hiến đế đối phó ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư Xem việc họ Tàu thoát được cuộc nổi loạn trong gia đình, đủ biết lòng trời không tựa nhà hán nữa. Nhu nhược như Tàu Hùng chẳng nói gì, chứ dũng lược như Tàu Chương, tính cương cường tự đắc lại thống lĩnh Hùng Binh nếu kéo về nghiệp quận. Rồi tào thực nổi danh tài tuấn lại tự thị mà tụ tập bọn dân sĩ ở Lâm Truy cùng chống lại tào Phi thì cục diện thiên hạ ắt phải đổi khác. Vì anh em Phi, Chương, Thực sẽ tranh nhau như bọn Đàm, Thượng, nhà họ Viên sẽ căm ghét nhau như bọn Kỳ Tông, nhà Lưu Biểu. Rồi Hán Trung Dương thừa cơ hội ấy kéo đại binh hai xuyên ra đánh thì có phải là chuyện thống khoái muôn đời không? Thế mà Tào Hùng đã chết, Tào Chương cũng quy thuận, Tào Thực cũng bó tay luôn. Bậc quân tử cho là cái may của nhà ngụy mà cái rủi cho nhà Hán vậy. Lưu Phong tuy có tội, nhưng quyền đức giết đi thì cũng không nên. Không cứu quan công là có tội, nhưng không hàng Tào thì có thể được tha. Việc đánh đuổi và cự tuyệt Mạnh Đạt đã đáng khen, thì sự hối tiếc trót nghe lời Mạnh Đạt trước kia cũng đáng dùng thứ. Thế mà quyền đức đã mất một nghĩa đệ, lại giết thêm một nghĩa nhi, thật là dùng tính vậy. Hơn nữa, đã muốn giết phong, sao không chịu ngay về mà giết? Lại để cho tàn quân mất đất, khiến tội phong càng nặng, thì quyền đức phạm ba lầm lẫn tai hại. Một là, nếu phong biết rõ tội mình, đem binh chạy ra ngoài, thì giữ sao cho việc khỏi hàng ngụy. Hai là, đưa một lưu phong ra chọi với Tường quảng hà hầu thượng mạnh đạt và ba đạo binh dù biết địch không nổi mà cứ sai đi thì không những bỏ lưu phong mà bỏ cả năm vạn quân nữa Bà là mạnh đạt đã bỏ đi sao quyền đức không sai những tướng khác ra giữ lấy thượng dung phòng lăng để đến nỗi thần nghi thân đam quay ra làm phản khiến cho lưu phong tiến lui hết đường thế là không những bỏ phong mà lại bỏ cả các đất đai thượng dung nữa dụng tính ba điều ấy thì quyền đức hối tiếc sau này là phải.